về nhà nhá. Ừ? Hả? Về nhà nhá. Sẽ nấu bố thành vô việc nấu làm một món ăn chia tay em. Mẹ nuôi bố BB, ngày mai thì mẹ nuôi của BB sẽ về nhà mấy ngày. Hôm nay tôi có biết làm mấy món, một món cá đi đâu? Ở ngoài này không? Hả? Chạy nhá, chạy nhá. Chạy nhá, chạy nhá. Chạy nhá, chạy nhá. Chạy nhá. Chạy cái nồi nữa. À. À, à, đi đi ăn gì? Bi ơi, Bi ơi, Bi đây, Bi. Bi ơi. Rồi, để ba ấy đó, đi đi ra cái đó, ra cái ngồi. Ra cái đứng đi. Rồi, tao được chưa? À, món trứng. Ôi. Món trứng nó siêu ngon mọi người. Rau được chưa? Ê. Hả? Rau đâu nào chín đâu? Rau nào chín đâu mà đi ăn? Xem mẹ làm cái rồi, mẹ làm được ăn cơm nhá. Ờ, con mẹ đây. Ờ, con mẹ làm gì đâu đây? Đi về nhà nhá. Ừ? Hả? Đi về nhà nhá. Ừ? Sao đi? Bê cái này ra ngoài đi để dọn ăn nhá. Tao bọc thực phẩm lại đấy. Bê này đâu cho mày để dọn ăn đi nhá. Cái đi này. Rồi. Cái này ở đây là rất nhiều là ruồi muỗi nên là phải bọc thực phẩm.
ta lấy cái này. Đây. Bên nhá. Bên cho chú bán nhá. Bên được không? Ờ đi. Ờ đi nhá. Cơm đầu tiên đấy, cơm thì để đun cái cơm thôi, để đun cái đấy, đi ăn mình chắc bị đói à? Bị đói à? Bị bây giờ thứ ba nấu ăn. Bị đói, nào, đi ăn cho nào. Mai cơm cho mày ăn nhỉ? Ừ, bóc trứng. Ngồi đây đi, ngồi đây. Ngon không? Ngon không? Nói anh được, mời đây anh. Đây, đi. Điện ngon đi. Ừ, ngon lắm. Thích. Em ăn đây được cái bí. Em ăn để về mua này. Đến mật rau nhá. Có nhá.
từ đó mình bị đau không? Nó cán không đúng đâu. Không đúng đâu. Nào, từ miếng đâu nào. Ngon à? Hả? Hả? Nhiếp trứng không? Mà lấy miếng trứng nhá. Hả? Mà miếng trứng à? Ủa? Miếng trứng. Nghe này. Hả? Hả? Má ăn đâu nhá? Hả? Ăn nhá? Cơm cơm à? Đấy nha, uống sữa nhá. Uống sữa nhá. Ngon nhanh đi. Bây giờ này cơm thì uống sữa nhá. Nhanh cơm đó, bình tĩnh lắm. Ăn này cơm uống sữa. Biết rồi. Mình nhát cơm nguyện á. Cái ba lấy sữa nhá. 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 Vi cầm sữa uống nhá. Đây. Vi cầm đi. Cầm lý nhá. Để má ăn cơm. Ừ. Này đấy. Ngon. Ừ. Rất là bao giờ mà cơm lắm. Đấy đó. Ừ. Dạ đấy, nó ngon mà. Em ngon. Bị sáng mày ngồi đi. Thằng ôm mẹ đi từ mẹ về đó. Là quá lắm. Thằng ôm mẹ à? Đó. Đó. Em ăn được về muộn rồi. Nhà nó không chỉ về hết.